con khổ quá trời, không ai mà để con nương tựa. Con thường như khi khô, con muốn chết ghê rồi, thằng chết. Sẽ có lúc bạn nghĩ dường như cuộc đời chỉ là những chuỗi ngày bất hạnh, khó khăn, bế tắc, biến cố, đau khổ, bệnh tật, nghịch cảnh. Người ta có thể ngừng cố gắng và từ bỏ bất cứ lúc nào. Thế nhưng may mắn không rời bỏ ai, cũng không hoàn toàn thuộc về ai. Chỉ cần không bỏ cuộc trước những bất hạnh, mỗi ngày trôi qua, may mắn lại gần thêm chút nữa. Ngày may mắn là hành trình tìm kiếm mang đến cho những mảnh đời kém may mắn một ngày may mắn, trao cho họ niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Chương trình truyền hình nhân văn đầy nước mắt nhưng cũng tràn ngập nụ cười và tính giải trí qua những câu chuyện truyền cảm hứng do T-Production phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngày may mắn sẽ đến với tất cả mọi người vào 10 giờ 15 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 cùng hai kênh YouTube T-Production và HTV Entertainment.